Trong cuộc chiến chống tội phạm có quy mô toàn quốc, chính phủ El Salvador đã đưa vào hoạt động siêu nhà tù với sức chứa lên đến 40.000 phạm nhân. Mới đây, 2.000 phạm nhân đầu tiên đã được đưa tới đây. Số tù nhân này đều là thành viên các băng đảng có tổ chức và chỉ là con số rất nhỏ trong tổng số hàng chục nghìn tội phạm bị bắt giữ qua các đợt truy quét từ năm ngoái đến nay. Hôm 24 tháng 2, nhà tù mang tên Trung tâm Giam giữ Khủng bố Kekot với sức chứa tối đa lên tới 40.000 người đã tiếp nhận 2.000 tù nhân đầu tiên. Trong bài đăng trên Twitter, Tổng thống El Salvador Nayib Bukele tuyên bố đây sẽ là ngôi nhà mới của những kẻ phạm tội, nơi họ sẽ không thể tiếp tục làm tổn hại cho xã hội. Các tù nhân được chuyển tới Kekot bằng xe buýt chuyên dụng bị cùm chân và tay. Một số nhà hoạt động bày tỏ lo ngại rằng nhà tù mới ở El Salvador có thể chưa đảm bảo các quy chuẩn giam giữ. Nhà tù có phòng ăn, phòng tập thể dục và phòng tập bóng bàn, nhưng chỉ được dành riêng cho lính canh. Các tù nhân bị hạn chế rời khỏi phòng giam, thậm chí bị giam biệt lập tại những căn phòng không có cửa sổ và không có ánh sáng.